sau hết dịch á, thấy không khí nhộn nhịp vui, mọi người đi đông vui nhiều hơn, trồng đèn có nhiều kiểu hơn, đa dạng hơn. Mình thì thích trồng đèn truyền thống, nhưng bé thì thích cái trồng đèn điện tử. Cho bé đi những môi trường gì nè, làm cho bé thấy hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt hơn, biết được nhiều thứ hơn nữa. Đây là lần đầu tiên mình mới tới. Do những năm trước thì do là không có phương tiện di chuyển, với lại do là dịch nữa, cho nên giờ mình mới được tới. Mình thích lồng đèn truyền thống hơn. Hồi xưa mình thích chơi mấy cái lồng đèn truyền thống, thấy nó kiểu như cổ điển hơn là bây giờ. Bán nhiều hơn mấy năm trước, bị một năm nó đi rồi, năm nay nó dồn đèn có mấy ngàn cái, đông mà vui. Mong cho bán hết hàng, kinh doanh nó thuận lợi đây.